Gì vậy người đẹp? Ôi đúng rồi, ai cắt để đây ạ? À? Em tính chiên em ăn á. Mà vào bà chiên không? Chiên gì? Chiên không hay chiên gì? Chiên bột á. Chiên bột mà không biết chiên mà đem ra phơi nắng vậy đó, cái là mới rửa ra phơi cho nó khô. Ủa vậy hả? Ê, vậy thôi lấy cái này đem bột chút chiên đi, đi mua bịch bột chút chiên về chiên nha. Ok. Hay nữa. Ok. Để okay. Phơi cho chút nó khô đi. Mày biết. Em phơi, em phơi vậy đó. Chờ tôi về thôi, về chiên cái bột á, bột chút chiên nó ngon hơn á. Ừ. Thôi phơi chút đi ha. Ừ. Để chút bà chiên. Ê, ở dưới còn mấy trái chuối dưới. Còn hả? Còn mấy trái chuối với hồi chiên chung luôn. Rồi, đi, ok. Ôi, cái dĩa chuối để trên bàn á hả? Đúng rồi, cái dĩa chuối á. Ăn chiên luôn, chung luôn. À, tưởng sắp ra đem dọn lên ăn cơm chứ. Rồi, vậy hai thấy rồi. Ôi, có bịch chuối chiên chưa? Nói đi mua mà mua chưa? Mua rồi, hôm qua. Ok, ok, rồi. Bây giờ là tôi làm cái là cái quần món mới là pha với là sữa luôn á. Pha với sữa luôn. Pha với sữa luôn hả? Ừ. Rồi để quay tôi chi. Bất cỡ. Ủi yêu thiệt chứ. Bột mua dễ dục đây nè trời. Đây là bạn bột chuối chiên à bạn. Thèm mà năm ngoái tới năm nay. Rồi xong để tôi vô trong nhà tôi lột coi còn sữa của ông bắp không. Ăn cắp lắm. Ăn cắp, ăn cắp. Ai vô trà. Còn ba bịch nè. Tại nói chứ ba bịch nhưng thôi còn trữ được ba thùng nữa các bạn, lấy đỡ một bịch đi tại thôi chưa khui. Rồi xin cô bắp bịch đi nha. Cũng tới à? Cũng tới làm. Rồi bây giờ có khoai, có chuối, có bột. Rồi mình chiên bánh chuối được á. Hi, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thơ Vlog của mình nha. À, chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới là nhiều sức khỏe và nhiều năng lượng để đẩy lùi Covid nha các bạn. Covid này chúng ta cần phải là đại đoàn kết mới đẩy nổi chứ, tôi thấy là tôi đẩy giữa chừng hay đuối gì đó. Rồi ở nhà riết á các bạn, ai rồi cũng khéo tay hay làm. Ở nhà mình có trồng gì thì mình đem vô á, mình làm món này món kia mình ăn cho đỡ buồn. Chứ đi chợ ra ngoài cũng khó khăn lắm luôn á. Hôm nay á Thơ được con bé em nó đào mấy củ khoai vô. Bây giờ nó cắt nó phơi sẵn, nó rủ ha Thơ làm khoai chiên. Rồi ở nhà có mấy sẵn có mấy trái chuối sim, chuối sim chuối sứ á các bạn. Rồi mình làm chuối chiên. Ở đây là bột, bột chuối chiên nha các bạn. Cái bột chuối này như bé nó đi chợ nó mua hôm qua hôm kia gì á để dành nó rủ Thơ chiên bánh. Còn sữa tươi này là của cô bắp nhà Thơ nghe. Vô sinh ở đóng hai. Rồi hôm nay là Thơ làm khoai chiên chuối chiên các bạn, ăn đỡ buồn. Chứ bánh trái giờ đâu ai làm để bán nữa đâu, rau đó còn muốn không có luôn rồi. Rồi đây xin giới thiệu với các bạn luôn nha. Thơ làm chuối chiên này pha với sữa. Mừng bình sữa nó đặng đông đo cân đếm đặng cho nó chính xác nha. Rồi bây giờ Thơ sẽ trộn bột để làm cái món chuối chiên khoai chiên nha. Rồi bây giờ Thơ đã chuẩn bị một cái thau nha các bạn. Giờ mình bắt đầu trộn bột. Giờ có sẵn cái bột này rồi. À quên, ở quê nhà có bột nếp cũng phai không? Không bỏ bột nếp đúng không? Thôi thôi thơ tính thấy có bột nếp tính bỏ vô mà bé em nó không biết nó ăn nó ra sao nữa. Sợ bỏ bột nếp vô mình không có, nó không giòn sao? Em thường thường thấy người ta pha bột nếp với bột gạo rồi nha. Ôi ơi bạn ơi, nó đòi chưa không đòi chưa. Rồi. Nó ngộ lắm, nó điệu của lắm. Nè bà đổ vô riết để nó đòi lại. Rồi bạn ơi, con Thơ nhiều chuyện lắm. Thơ bỏ sữa tươi đây là một bịch bột, vậy là 300ml sữa tươi nha các bạn. Thẳng cái này nó có số luôn, đặng mình đo. Đổ vô. Người nó ngộ lắm, nó hay. Cái này á, cái này mình pha thêm, mình pha nước lã, nước bình thường á bạn cũng được nữa. Còn mình bỏ sữa thì nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ Thơ lấy đũa Thơ tán nó trước. Thơm ghê luôn á ơi. Thơm thiệt. Ngon đó. Ngon ạ. À. À, tại vì Thơ bỏ cái này là sữa tươi có đường nên nó đã ngọt rồi, mà nhà Thơ cũng thích ăn ngọt nên Thơ để thêm đường nữa nha các bạn. Rồi các bạn ơi, đã công đoạn làm bột đã có bé em Thơ nó chuẩn bị phụ Thơ. À quên nói với bạn, khoai này xong rồi mình đem vô mình gọt mình rửa sạch.
mình gọt, mình rửa sạch xong mình cắt ra miếng vừa vừa ăn nè, mình phơi nắng cho nó ráo lại bạn, nặng mình bỏ vô trong bột mình chiên nha. Rồi khoai mình bỏ qua một bên, còn đây là chuối. Chuối thì thôi sẽ cắt ra. Chuối hả mẹ? Đúng rồi, chuối. Chuối ngon lắm á. Đúng rồi, chuối này ngọt lắm á. Bắp ăn rồi, bắp biết hả? Bắp ăn chuối không? Ok ok. Cái này thơ bày ra trong bàn luôn đi. Đó. Lấy cái dĩa luôn. Thôi nhà mình làm nên chuối ngon nha mẹ. Ngon. Ngon mẹ. Do không có cái bao tay nên mình tự chế luôn, lấy túi mũ mình làm. Thôi cắt chuối này ra làm ba nha các bạn, chứ yeah. Không ép cắt luôn. Ngon quá. Ngon. Nó nhiều quá. Bắp nói nhiều. Cháo chuối mình dạ, cắt làm ba nha. À, giờ thơ bắt một cái chảo dầu lên nha các bạn. Nó đợi nó sôi thì nó sôi thì mình bỏ chuối vô. Đó, chuối mình nhúng vô trong cái bột. Cái bột đã quánh xong rồi. Bỏ vô mình chiên chưa được được đâu, sao đâu, nó sôi mà bé em nó làm mà nó gung rồi bạn. Mình sợ cái khoai này nè bạn, nó không chín nên mình chiên khoai trước các bạn, là mình mới lăn bột nó sau nha. Chiên khoai để gắt ra đi. Mời tất cả các bạn ăn chung với Thơ nghe. Bà cái bột này, cái bột mà bột bánh chuối nè bạn, nó giòn sẵn luôn các bạn, mình khỏi cần phải đập thêm trứng hộp gà vô nữa. Mình pha với sữa tươi á, mình sữa tươi có đường hay sữa tươi không đường thì cũng được các bạn, bỏ vô á cái bánh nó rất là thơm mùi sữa bò. Cái trận đại dịch này nói chung là nhìn chung ở dưới quê á bạn, nó hơi đỡ hơn là ở thành phố, là do ở dưới quê mình á, nhà nó xa nhà, nó là ở nhà ở dưới thường hay có, ở dưới quê mình thì hay có rau mình trồng, rồi có cá có tép á, thành thử ra chi phí nó cũng đỡ, nhưng mà nó cũng chỉ đỡ một phần nào thôi các bạn. Bây giờ tôm cua đã tới cái thời gian là mình bắt đặng mình bán rồi á, nhưng mà cái giá ở chỗ Thơ vẫn có người mua, nhưng mà cái giá rất là rẻ, cua rồi nó rẻ, nói chung là rẻ, làm rẻ muốn. Cái giá lại do cái mà vận chuyển của người ta cũng phải tốn tiền ở này kia, chi phí vận chuyển á, nên người ta mua hàng của nhà nông này nè bạn, của nông, nói chung là họ mua giá nói chung là thấp chứ không có cao bạn, rẻ tầm mấy chục ngàn một ký luôn á, làm cho nông dân ở đây của mình nó cũng lao đao. Ai nói chung là cái này là đa phần nhìn chung ai cũng bị lao đao hết trơn á. Rất là chán luôn. Thôi mời các bạn ăn bánh chuối chiên nha.
cái chuối nó chín tới là nó ngọt mà nó có mật luôn á, chuối sứ ăn ngọt ngay. Chiên đè các bạn, Thơ hồi nãy là Thơ có chiên trước khoai xong rồi Thơ mới bỏ vô trong bột, nặng mình lăn lại mình chiên như vậy khoai nó mới chín nha. Ghê chưa, để không rớt luôn.